À, biết đường đâu kiếm tôi. Đủ quá không phải không? Đủ má, ông kia về ông nói với mình, đủ má, mình điện mình nói với ông tế, nói đủ má, nó bất ổn nghe. Thiếu vừa lẽ mình máy cũng ngại ngợi. Em ruột anh hả? Đây này ra hài lòng. Tại vì hố ngắn mà cao cái này. Mà đi ra cái đọt thì vài bữa lên đẹp càng đẹp nữa. Ở góc này đồ, Tiền Giang qua nó không lộ. Tiền Giang mê góc bự lắm. Em vợ thôi, không có tôi tức, tôi đéo có bình nó ở nhà, tự nó lo nó ở nhà cũng được. Tiền đâu không? Cầm xe, không xe, không ăn không đi cầm xe tiền đâu lo? Nhưng Thiện tự nó lo đó, Thiện nó bỏ tiền nó lo, không ai lo cho nó đâu. Mà, nó lo mà mấy hàng bỏ đi bỏ đi cắt chứ, mấy hàng như Thiện cũng không ai bắt. Tiền nó lo thế nào luôn á. Nó kia đòi 7-8 triệu gì năm đó. Em bỏ phân lâu hả? Đâu, cái này lên đột, cái này nó bỏ phân vậy. Cái gì anh? À, đúng rồi, mình ngực mình là nó tự nó lên được rồi. Ừ. Tắm xong rồi. Dạ. Mình tắm cái mình được nóng quá. Tắm đi. Biết ai luôn. Xin em đưa cho nó sách. Cũng mới nó thịt quá không đó bị rồi chữa không kịp. Dạ đúng rồi.